nông thôn của nó như thế này, đường nông thôn của mình nó cũng có đủ đường phố số nhà chứ nó không như mình chán quá đường nông thôn. Anh phải chỉ cho chúng tôi xem là chị Bình ở đâu đấy nhá. Chị Bình. Cười thế nào nhỉ? Cười trừ ạ. Chắc là anh phải có duyên nợ đi với anh Mục. Không, mình chạy chưa cho ở đây mà. Ở đây mấy năm nữa. Không, là mấy năm thì 4 năm. Thế nào chứ. Đấy, hết một cái làng đó đến cái làng khác. Lại sang cái làng khác. Đây là có cô Lăng Giềng để đi lấy chồng rồi. Anh có biết cái bài này, bài hát này không? Cô Lăng Giềng ơi. Tôi có nguyện vọng cái này nói với anh Tuấn mãi, nó tìm được chỉ có một nhà nông thôn, vào được một nhà, tại vì đi trên đường nó không tiện. Hôm nay đến đây anh cho đi thế này là đẹp quá. Không biết ông Đức có thích thế không, như tôi lại cứ thích thế đấy. Mình biết một nơi một tí ông ạ. Tìm hiểu một nơi một tí. Thôn như thế này. Nó như thế này. Đấy, nông thôn đấy, chính là làng quê đấy. Quê này. Ta con em. Đây này, nói là cảm ơn anh Bình là được một cái nguyện vọng thực sự đấy của tôi đấy. Tại vì bây giờ nói anh Bình là tôi đừng làm cả cái dự án của đường nông thôn cho Việt Nam. Vâng. Có được một cái đoạn này về cho các vị xem rồi. Ta còn em nông phố mùa đông năm ấy. Anh ở ta đây anh Bình thì các cái nhà này là quay mặt ra ngoài hết để buôn bán. Không, đây nó còn quay. Ừ, đấy đúng như thế này. Quay thế còn mụn chế. Đây nói chuyện là ở ta đấy. Nó khác hẳn như ta. Siêu thị không có làng này thì cái siêu thị nó nhỏ lắm, nó chỉ được hàng bán thực phẩm thôi, nó cũng là con ta cũng có thể gọi là siêu thị được, nó không có đủ mặt hàng đấy, công nghiệp đấy, ở làng nó không có những cái nhà máy hàng xưởng như thế này. Đúng rồi. Cái làng nào cái công nghiệp nó phân bố đều đó, đang làm chỗ ở trước mặt ngày xưa quay một cái bãi đỗ. Không về hồi là thằng chính là tị nạn mà. Thế nó về tị nạn thì người ta đưa vào đâu mình phải chịu đó chứ. Chứ đâu mình có thể chọn được. Thế nó cứ đưa về cái địa phương này sống. Thế thì cái nhà nó là còn dư một phòng mà cháu chuyển lên ở chung, hai anh em ở chung ấy. Đấy, thả cái làng cái đường phố của tí cho đi một vòng quanh làng ấy chứ thế. Đấy, nhà dân ở đây. Đấy, đường làng xếp những cái này là do cái công trình công cộng người ta làm, cái bồn hoa này này là ngày xưa chính là làm cái đó đấy, cái tỉa hoa tía cái này là hồi tị nạn đó, là mấy đồng một giờ đó. Đây có cái hãng in này, cái nhà máy in này, nhà máy in của tư nhân thôi, nhưng mà hãng xưởng cũng gọi là cái hãng xưởng. Đây có cái quán ăn này, quán uống này, bến xe bút này. Cắt tên bia
đây cái nhà bà Than Thơ. Xung quanh còn rộng lắm chứ. Tức là ngoài kia là có cái nhà vườn, ở ngoài kia là ví dụ thế, à, nhà ruộng. À. Đấy, nhà thờ có làng đấy. Bên xe mướt đây. Làng thế thì là làng. Làng như mình thì cũng là... Đấy, đường phố số nhà đủ hết đấy. Đường trường trạm như mình còn lâu mới được thế này. Đây nhà trẻ đây. Đây cái chỗ này là trẻ con nó chơi chứ không phải nhà trẻ. Còn đây là nhà trẻ trước mặt này, là cái ngày xưa là thằng Việt với cái Trang là đi nhà trẻ là ở cái chỗ trong này này. Đó, đây nhà trẻ của nó đây. Đây trước mặt đấy, trước mặt chú này, đấy, nhà trẻ đó. Thế là cái món tắm tiếp đây là tắm nhờ hồ Pháp đây. Cái gì nữa không? Vâng. Ôi giời, đây nó chạy dài tít ra kia kìa, ra kia là ra giáp cái sông Ranh mà. Cái mùa này nước cạn đấy, tức là mùa nước lên nên là nó ngập cái đáo kia là ngập đến gốc cây đó. Ừ. Đây có cái hầm xây từ Hitler đấy. À, đấy, đấy cái đảo này. Ừ, anh cứ nói. Cái hầm xây từ Hitler mà xuống đấy, nó xuống sâu dưới đồng hồ này này. À, thế à. Bây giờ nó khóa rồi, nó không cho xuống nữa. Chẳng biết ngày xưa bọn Hitler làm gì. Để cho nó xuống xem. Đây là cái hồ của cái làng Illingen. Một cái làng giáp với biên giới Pháp. Cái hồ này là thuộc về biên giới Pháp. Bên kia hồ là đất Pháp. Thế ở cái đảo này là có một cái hầm ngầm của Hitler xây dựng này từ cái thời mà Hitler cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Và cái đây là cái đảo, ngoài cái đảo này có một cái hầm ngầm. Bây giờ người ta khóa lại rồi. Ở đây là cái câu lạc bộ du thuyền của từng cá nhân, người ta mang đến đây người ta bơi, người ta đi thôi. Dân xung quanh cái khu vực cái hồ này người ta vẫn ra đây người ta tắm. Nếu người ta không nghỉ hè, người ta không đi đâu thì ra đây người ta tắm. Tôm cá dưới hồ này nhiều lắm, nhất là con trai đấy. Con trai con hến thì nhiều lắm. Trước là chúng nó ra đây chúng nó mò về, nó ăn như là cá như là hàng bao tải đấy. Hồ nước ngọt đấy. Hồ này nó bắt nguồn từ bên Thụy Sĩ, bên Áo nó chảy về đây. Nó chảy qua như thế là Đức, nó ra Bắc Đức, nó đổ ra biển Bắc. Đổ ra cái biên giới, đổ qua nước Hà Lan đấy, đổ ra cái biển Bắc. Tây Bắc Đức. Vâng, Tây Bắc Đức đúng đấy. Vâng. Đến Bắc Đức thì nó chảy sang Hà Lan, rồi nó ra biển Hà Lan. Đây là các du thuyền của cái tư nhân, người ta đậu ở đây. Họ thành lập một câu lạc bộ du thuyền. Sông. Đó, đây, bên kia sông đây là nước Pháp. Vâng. Cửa Pháp bên đấy. Đâu cơ? Đấy. Đó, bên đó là cả một cái nhà máy khai thác cát đá ở đó của Pháp. Thiên Nga. Đây, Thiên Nga. Hay thật. Hết pin chưa? Nó báo hết pin rồi. Hết pin rồi. Vâng. Hết là mất chứ rất có cái... Vâng, đây nó báo là sắp hết, chắc cũng còn được một phút nữa gì đó. Ừ. Biên giới Pháp và cờ Pháp.